Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Mary Robinson, đặc phái viên về biến đổi khí hậu và El Nino của Liên Hợp Quốc. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Do đó, chính sách phát triển chung Việt Nam luôn hướng tới sự tăng trưởng xanh và bền vững. Chính phủ Việt Nam cũng đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các loại năng lượng tái tạo như điện gió, điện sinh khối, v.v. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có điều kiện để phát triển năng lượng tái tạo trên quy mô lớn nên rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó vai trò của Liên Hiệp Quốc là rất quan trọng. Đặc phái viên về biến đổi khí hậu và El Nino của Liên Hiệp Quốc bà Mary Robinson cho biết, Chính phủ Việt Nam cần cụ thể hóa bằng thể chế và các quy định pháp luật, định hướng phát triển một cách cụ thể, đảm bảo tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường. Đối với các dự án nhiệt điện, than, khí, phải nâng cao các tiêu chuẩn trong thẩm định, phê duyệt dự án. Liên Hợp Quốc cũng sẽ đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong các ngành sản xuất hướng tới tiêu chuẩn bền vững, sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường.